này nếu như bình thường mà để các gia đình dùng sử dụng thường xuyên là cái này ok rồi. Mà nhà em thì chẳng ai. Thằng nào thấy ông già ông khỏe thế? Là cứ rửa quan trọng là. Anh em này cũng thôi. Cái này có cả chân làm hoa rồi đúng không ạ? Trước đúng không? Chân là phải ưu tiên nắp vào rồi. Tại sao như thế này để sao mà nó tính được vào với nhau, nó kết vào nhau? Trời ơi, anh nó ướt mà anh. Nó ướt một kia, nhân viên nó sắp vào xong rồi em sấy nó tính được tao hết.